Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả năm ơi. Và tiếp tục ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với Bắt Mồi Lửa thứ 10 năm ơi. Và cũng hơn một tuần trôi qua, thì cứ mỗi ngày sau 0 giờ 0 phút 0 giây hàng đêm thì Khải sẽ sắp xếp như là làm một cái content nhỏ nhỏ cho anh em xem, đó là Bói Mồi Lửa năm ơi. Và đây là cũng tương đối là gần 10 ngày nay rồi, thì Khải cũng đã có bắt thứ 10 rồi năm ơi. Đây là bắt thứ 10. Và lần này Khải sẽ thả 48 mồi lửa nha anh em. 48 mồi lửa, phải giật mạnh quá nè mày. 48 mồi lửa nha anh em. Ê, cảm giác nó mạnh như vậy. 48 mồi lửa nha anh em. Rồi anh em cùng chờ đợi. Ý, rí đạt ấy, rí đạt chính mình nè. Ok, được, hãy vô ngày tháng nè mày. Ra bờ tờ, hãy vô ngày tháng nha. Rồi, con thiên sẽ là khởi đầu tiên. Ôi, không có bắt củi. Từ từ. Bắt tờ heo. Ok rồi mày, 8 đống lửa đầu tiên sẽ là phút 33 rồi mày. Con này chưa có đống lửa nữa là tí nữa Khải sẽ giao cho nó qua một ạc khác thả tiếp. Tại vì hôm bữa không có chan nè, nên không có đống lửa. Rồi, chúng ta sẽ chờ đợi vào phút là 33 phút 00 giây. Anh em chúng ta sẽ chờ đợi cái bắt lửa đầu tiên. Ở lần này thì cũng như là mọi hôm thôi mày, cũng không gì thay đổi. Với Khải đang sử dụng là một set may mắn 11 xanh. 3, 3, 3, 2 là 11 xanh nha. Kèm với cái này 5% may mắn trắng. Rồi bắt đầu thì chúng ta sẽ khai giao dịch thêm thiên sơn quá tửu đồ các kiểu may mắn nữa. Gọi là may mắn ngòi á mọi người. Đây, thiên sơn nè, quá tửu tiểu nè, quá tửu đại nè, bông tai nè, vòng tay nè. Đó, mọi thứ ít. Rồi, nói chung bó cái này khoảng tầm trong vòng 15-20 phút thôi em ơi, khá là nhanh thôi. Giờ anh em cùng chờ đợi phút 33, chúng ta sẽ gặp lại cái thun đầu tiên. Rồi, ok. Rồi, mình đã cắn thiên sơn, bảo lộ và quốc tiểu đại nha anh em ơi. Rồi còn cái bông tai với vòng tay này thì nó chỉ có 20 phút thôi, nên là tí nữa bót gần ra Khải sẽ cắn, Khải sẽ tiết kiệm thời gian thôi. Tí nữa Khải sẽ cắn nè. Rồi, tiếp tục Khải sẽ cho con ngày 10 nó thả thêm tiếp thun tiếp theo nữa. Cố gắng về bờ thun này anh em ơi. Cứ tầm 2-3 phút rồi chúng ta mở đóng. Anh em đang theo dõi thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like, một chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Video ngắn này Khải sẽ up vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày vào buổi trưa. Anh em nào đã xem rồi thì cố gắng ghé qua cho Khải một like, một chia sẻ ủng hộ video cho anh em ơi. Và cố gắng giúp video này của Khải lên 100 like. Thì nói chung là tạo động lực để Khải tiếp tục ra những video tiếp theo nha anh em ơi. Cũng như là anh em nào mà chưa xem thì cố gắng ủng hộ Khải, chỉ việc cho Khải like và chia sẻ video thôi nha anh em. Thì Khải cảm ơn anh em rất nhiều nha. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cho ngày 10 lên thả 8 đống cho này nha. Lại tới Khải thả thêm 8 đống nữa, ra bờ tờ này. 8 đống trên này chúng ta sẽ trở lại với phút 36. Khải sẽ tính trở lại với phút 36 5 giây nữa. Rồi, phút 36 nè mày. Một cái là 33, một cái là 36. Ok, hai tuần liên tiếp chỉ cách nhau 3 phút thôi. Rồi, chúng ta ra boss rồi nè mày. Phải bao nhiêu con? Em đợi đây này, em đợi. Đó, tuần này ngon nha. Rồi, vô em bắn cho nè. Bông tai nè, quá tửu đại rồi. Ok, quá tửu đại đúng không? Vui nè. Bỏ bơ tơ nè. Bỏ bơ tơ nè. Ui, tuần đầu tiên ngon à, tuần đầu tiên 8 tuần đầu ngon à. 33 là ra nè. Và nhiệt độ cái nè mày. Rồi, này Khải dùng tù cái miếng, Khải lọc nhiệt độ cho nó lẹ nè mày. Bói nè mày. Anh em đang theo dõi video này, đừng lên đỡ lại cho Khải một like, cho sự ủng hộ cho em mạnh nè mày. Với sức bánh 16 như thế này, chúng ta cùng chờ đợi với cái bát thứ 10 này, liệu có ra siêu phẩm hay không? Áo khăn lôi. Đó, khăn đọc, ui, bó tay được, bó tay có tiền này. Khăn đọc 22, sinh lực 118, chuẩn năm hành luôn, đẹp. Con lô 17 xe, con lô 15 ráp, bàn tay ráp. Ui, khăn lô 19, hai cái khăn lô 19, một cái khăn lô 17 nè mà. Ok, món này bán được 500 xu món nè mà. Này xe ngày 10 này nó ok luôn. Được.
vòng sông xô tiếng người ở phong lòng đồ vượt qua những trong gai đi có đơn anh tài. Rồi tiếp tục trở lại bài tiếp theo nè mày. Phút 36. Ok tiếp tục nè mày. Bút ra này. Đâu quá đâu. 15 giây nữa nè. 36 một cái 40. 40 mà 25 nè mày. 40 phút 25 ra tiếp nè. Rồi tụi này cũng bị ra nè. Siêu phẩm nào. Robot nào. Robot nào. Mấy con. Ôi tụi này có một con nè mày. Phèn dữ vậy. Tụi này có một con à. Chưa em tướng phát ơi. Rồi chỉ được vài món vài trăm xu em ơi. Vài trăm xu đến kim nè. Chứ gì gọi là siêu phẩm. Này thổ à đụng này thổ cho quýnh không trúng chợ. Thổ đồ áo. Áo thổ. Ok hai áo thổ được nè. Chờ đợi phút 40-25 giây để tiếp tục nha em ơi. 8 đống tiếp theo nha. Ôi. Trời, không có phục hồi cũng dậy ra. Rác. Rác nè mày. Rồi, chờ đợi tiếp tục nè mày. Để tiếp tục nè mày. Mới thả thêm ít nữa nè. Phút 42. 42 phút 15 giây. Hai tuần liên tiếp cần cờ nha nè mày. Rồi. Còn 16 lửa nữa. Thôi cái này tiếp tục thả 16 lửa nữa nha nè. Hồi đang lấy thêm ạc nữa. Ok, chúng ta ra boss thôi nè mày. Boss chuẩn bị sắp ra. 25 giờ ra boss nha nè. 25 giờ ra boss nè, nó còn mấy con này. Anh em đang theo dõi đừng quên để lại cho boss này cũng khá một like chia sẻ ủng hộ cho nè mày. Mấy con. Nhiều á, hôm nay ok á. Ôi, hai con hổ nè mày. Ui, ba con luôn nè. Ê, bài. Bài người em ơi. Một món này. Ui. Một bao tây. Ông sẽ ít đồ vậy. Một áo. Ui. Sẽ ít đồ vậy người nam. Vái nồi vậy. Phút 42 có thêm nha nè mà 42 15 giây nha nè. Ui sao ít đồ vậy ta. Ba con boss rồi mỗi con một món vậy. Ba con boss mỗi con một món nè em có siêu phẩm không. Trời ơi sao mà lồn đồ toàn nhìn thấy rác dữ ta. Toàn một dòng với hai dòng không vậy. Một không vậy chứ. Trời 120 giờ mà còn 120. Trời thấy chón dòng một. Trời ơi rác quá nè mơ. Dòng còn 120 trời ơi. Dòng còn 120 kháng hỏa 19 rồi đây. Trời rác quá nè mày. Chưa có món nào rồi là. Vài trăm xu thôi. Mới vài trăm xu quay đầu. Chết rồi. Cành quá. Được có bao tay sinh lực nỗ lực kháng hỏa cao dòng 1 ngon nè. Lại toàn kháng lôi. Không. 42 15 giây nè mày. Rồi 10 giây tiếp tục ra boss nữa nè. Tụng là boss nè. Đâu. Rác dữ rồi. Mấy con. Hai con à. Hai con hổ nữa. Lại hổ nữa. Này cái quýnh tiểu rồi. Hai ngọc bội nè. Làm cái ngọc bội 40 lượm tiền ơi. Hổ mà không ngọc bội 40 nữa. Còn gì đâu. Này. Gì đây? Nó, ui trời cái gì vậy? Ít đồ dữ vậy. Ít đồ dữ trời. Về bờ cái ngọc bội coi. Về bờ ngọc bội coi em ơi. Ít đồ luôn. Trời ơi, thủ lý 9 còn dùng 2 nữa. Chết tôi rồi. Trời ơi, 130. Hay da. 20. Trời ơi, thôi. Cái này xem mang hết được luôn. Đủ xong 40 trời.
Đâu? Sao mà kiểu mình bánh đầu phun nước bánh kiểu là chết tôi rồi. Này xe mang đâu mày. Năm độc Hải đang cần này, con lôn Hải đang cần này. Ok, hai món đều cần hết được. Trời ơi, tiếc ghê luôn này mày. Mấy cái này bỏ trong xu này mày. Ok, tiếp tục thùng tiếp theo này mày. Phút 50 phút 00 giây. Rồi ok. Tám đón tiếp theo. Trò cái nón nó dùng 2 chi dày. Rác không nhận. Rồi tiếp tục này mày. Chờ đợi giờ là hạnh phúc này mày. Chờ đợi là hạnh phúc. Tiếp tục chờ đợi nè. Cái nó coi còn ạc nào lên thả thêm 8 đóng nữa. Ảc chính còn 8 đóng nữa nè. Ôi nãy ạc chính thả chưa ta? Nhưng chính thả rồi đúng không nè. Nhớ nhầm ạc chính thả rồi được ạc tử rồi. Nhớ ạc chính thả chưa ta? Nếu chưa thả thả ạc chính nữa là xong. Nhớ nãy thằng chính thả rồi. Thả rồi. Chính để thả rồi nè mày. Còn nặng nữa ta. Lóc ạc nè coi, ạc nặng nữa ta. Kênh nhá. Phút 50 là khả lấy cái con này khả lấy ngày tháng này. Nó biết ra đảo không đấy. Ra đảo là mời. Còn phút 50 ra tiếp tuần nữa nè. Đã thả thêm 8 lửa nữa. Còn 8 lửa cuối nữa. Kênh nhá. Hãy nhờ bên kia qua thăm thăm con này. Rồi đem cùng chờ đợi nó ra gì nè. Chú tụi ra bót không nè. Bót không? Là mấy con. Ui mấy con? Hai con. Lại một thổ một hỏ. Một thổ một hỏ nè mày.
lượm đồ này, có dây chuyền áo này. Khui nè. Hôm nãy thả rồi nè. Một tuần thả được một lần, thả được 8 lửa thôi. Rác nè. Rác nè. Rác nè. Trời ơi, toàn rác không em ơi, không hiểu luôn. Sao từ bách 8, bách 9, bách 10 không có gì hết ta. Toàn là rác, có rác thôi em ơi. Vái nha. Ok, được hả, làm thêm tuần cuối nè mày. Còn 8 đống cuối cùng. Trời ơi, nhỏ thế, nhỏ thế. Rồi, tuần tiếp theo là 58 phút 40 giây nè mày. Có thể nói là tuần cuối nè mày. 48 đống 48 đống lửa. Năm 18 phút 40 giây anh em ơi. Chờ đợi anh em ơi. Anh em đang theo dõi cho Khải một lần hồi chơi anh em ơi. Cái này nhỏ quá. Thôi này. Nhưng 48 đống thả một lần được, nhưng mà làm gì có người nào mà thả ập một lần 48 đống nhanh kịp đó được. Nếu nhanh thì cũng được thôi, nhưng mà nếu làm cái đó nó nhanh quá đâm ra xem nó mất cảm hứng. Cứ thả bớt đến đâu mình đánh đến đó thì nó cảm giác nó từ từ, chờ đợi nó hay hơn. Chứ thả một lần nhiều khi năm số ập một bên đó, thả lộn là không được. Kiểu là không nhớ thời gian là lộn em, sao nó lộn thời gian đó. Tại vì một lần thả nhiều quá, nhiều khi đồ nó rớt ra nhiều quá mình bói không kịp. Mà hôm nay không biết sao hôm nay mấy nay đồ rất chậm gơ luôn. Đây anh em trên xem kênh bang mình cũng bói nè. Nón nè. Nhẫn nè. Anh em trên bang bói nè. Ông dân dây được bao tay được vài kim nè. Đó. Áo. Nón chống mua dòng 1. Nón chống mua dòng 1. Ồ. Nhiều dữ rồi. Mấy ông nội này ra đồ đẹp không ta. Mình toàn rác với rác nè mày. Cái nó 21, mình 17, 19. Con tay 19. Thả con tay ra 20. Vãi đàn, đúng là xếp mày mánh. Cỡ này mà không thấy gì thì không biết cái kiểu nào cho ra đồ này. Đúng rồi, thu bốt sát thủ chứ. Thu xa lên. Thu xa bốt sát thủ, nhưng mà tầm này muốn có đồ mặc cho xe hay là muốn có đồ cho chính thì phải chắc chắn phải đầu tư như thế này thì mới ra đồ được. Chứ nếu mà bảo đi chan trên bãi mà chờ ra đồ mà mặc thì mùa quýt. Cái đó mùa quýt luôn. Mùa quýt mới có đồ. Rồi, vài giây nữa ra rồi em ơi. 5 giây. Đồ, cố gắng kiếm vài đồ sản phẩm. Chua quá. Một con, hai con. Ôi, chỗ tối nay thả tuần hỏ không, không có đồ nha. Tuần hỏ không luôn em, đẹp gơ luôn mà tuần không có đồ. Sản phẩm ơi. Trời ơi, cái gì đâu không vậy. Vui em ơi. Một bộ, hai bao tay, một áo, kết, một nón. Đúng rồi, ra là bài boss thì ngon hơn chứ. Đánh này đến một kim máy gần hai kim có không có đồ thấy rác là thấy lỗ nữa. Trời ơi, tôi tâm xong chậm 20 chắc rồi. Trời ơi. Rác với rác nè mày, chịu rồi. Rác với rác rồi, không có gì hết. Rồi, chung bắt thứ 10 thì ra đảo nha nè mày. Toàn rác với rác. Rồi, nói chung thì đã ra đi hơn 50 mồi lửa, 48 50 mồi lửa không có gì nữa mà. Chung là chỉ có những món đồ vài trăm xu thôi. Vài trăm xu để cho xe mang thôi. Được bao tay này cũng được 5-700 xu. Bao tay này cũng được bán rẻ 500 xu. Đựng kim nói chung là không lời không lỗ nữa mà. Nói chung là tương đối hòa, bình. Hòa ra anh em à, không lỗ. Này rác, rác. Này cho xe.
Nói chung là bình chứ không có lỗ này mà. Nói chung tụi này bỏ hết kim máy mà không lỗ là vừa, nói chung là vừa. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi bắt 20 này. Đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ, hỗ trợ và ủng hộ mạnh video hơn 100 like. Khải sẽ tiếp tục đầu tư những bắt tiếp theo nè mọi. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha.